Chiều ngày 28 tháng 9, liên quan clip hai thanh niên bị công an đánh, Đại tá Lâm Thành Sol, Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết, Công an tỉnh đã chỉ đạo lực lượng chức năng kiểm tra xác minh làm rõ vụ việc. Hiện đang chờ báo cáo từ Công an thị xã Vĩnh Châu có hay không sự việc trên. Trong trường hợp có sự việc trên, sẽ tiến hành xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Trước đó, trên các nền tảng mạng xã hội, xuất hiện clip ghi nhận hình ảnh hai thanh niên chạy xe gắn máy sau khi tấp xe vào một kho hàng có hai công an, một người mặc áo vàng của cảnh sát giao thông và một người mặc áo xanh chạy xe mô tô chuyên dụng theo sau. Sau đó, người mặc sắc phục công an màu xanh đã dùng gậy đánh tới tấp vào một trong hai thanh niên. Ngoài dùng tay, chân đánh vào người thanh niên, người mặc sắc phục màu xanh còn dùng nón bảo hiểm đánh mạnh vào phần vai, mặt và đầu của thanh niên trên. Thanh niên còn lại cũng bị người mặc sắc phục màu xanh dùng nón bảo hiểm đánh vào người. Clip nhanh chóng được người dùng mạng xã hội chia sẻ trên nhiều hội nhóm, kèm theo những bình luận bức xúc trước hành động đánh người của người mặc sắc phục màu xanh.